hàng xuất khẩu của doanh nghiệp này thì có sự cải thiện rõ rệt kể từ đầu quý 3 khi mà đã tăng hơn 30% so với hai quý trước đó. Bên cạnh đơn hàng từ thị trường truyền thống như là Anh, Mỹ, Nhật Bản tăng đặt hàng lên, thì nhờ công tác xúc tiến thương mại, doanh nghiệp cũng có thêm đơn hàng từ các thị trường mới như là Canada và Australia. Với doanh nghiệp ngành tôm, để cạnh tranh về sản lượng và giá thành, với hai đối thủ chính là Ecuador và Ấn Độ, các doanh nghiệp tập trung vào dòng sản phẩm chế biến, sản xuất các mặt hàng với giá cả phải chăng. Tập trung đào tạo tất cả đội ngũ công nhân của mình ở 3 nhà máy. Một người có thể làm rất là nhiều việc. Mình cũng tập trung vào phát triển những cái sản phẩm chuyên sâu, phối chế giữa rau củ và thủy sản. Việt Nam vẫn còn một số lợi thế về hàng giá trị gia tăng. Và cái phân khúc này thì cái sức tiêu thụ cũng còn khá tốt. Đẩy mạnh vào phát triển cái mặt hàng này để chúng ta có được thị trường căn bản. Và một trong cái giải pháp mà giảm được chi phí là áp dụng khoa học công nghệ vào cái lĩnh vực nuôi để tăng năng suất và giảm giá thành. Nhận định đây là khoảng thời gian để duy trì thị trường và giữ ổn định việc làm cho người lao động, doanh nghiệp ngành cá tra cho biết đang rà soát các khâu trong chuỗi giá trị, cân đối chi phí lợi nhuận. Tín hiệu tích cực là sự phục hồi từ các thị trường chủ lực như là EU, Trung Quốc tiếp tục được cải thiện. Cải tạo, cải tiến về vấn đề nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là nguyên liệu cá tra, rà soát lại tất cả các chi phí mà mình tiết kiệm được, tiết giảm được để mà cho cái giá thành mình tốt nhất. Ngoài tín hiệu tích cực từ thị trường và những nỗ lực của doanh nghiệp, theo VASEP, các doanh nghiệp hiện rất mong chờ những chính sách từ chính phủ và các bộ ngành sớm được triển khai để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khơi thông nguồn tín dụng để doanh nghiệp tập trung thu mua nguyên liệu, còn bà con nông dân có nguồn vốn để tiếp tục thả nuôi. Ví dụ vấn đề lãi suất, ví dụ như vấn đề là kích cầu, ví dụ như vấn đề là các cái thủ tục hành chính, chính phủ tạo được một cái niềm tin lớn cho các doanh nghiệp đối với cái sự hỗ trợ cho vấn đề phát triển kinh tế, thì chắc chắn không nhiều thì ít thì chúng ta vẫn có thể có được những cái bước tăng trưởng trong cái thời gian sắp tới. Với sự cải thiện ở nửa cuối năm, ngành thủy sản cho rằng mục tiêu xuất khẩu đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ sẽ cơ bản hoàn thành.